Động trời vậy, ly nhựa Starbucks mà có ký hiệu nhựa số 7 là sao? Theo Don được biết, đây là một cái loại nhựa cực kỳ độc đó mọi người. Cũng có nhiều bạn comment bình nhựa của Lock & Lock cũng có ký hiệu số 7 nữa. Vậy thực hư là như thế nào? Tò mò quá nên là tôi phải múc ngay một cái chiếc bình nhựa chính hãng của Lock & Lock để mà kiểm tra nè. Lock & Lock thì Don dùng cũng 3-4 năm nay rồi, từ bình giữ nhiệt cho đến mấy cái bình nhựa luôn. Nhanh tay tháo cái tem phụ này ra thì đúng thật nó ký hiệu số 7 nè mọi người ơi. Nhưng mà mọi người để ý là ở đây nó có chữ order nè và BPA free, nghĩa là không có BPA, cái chất mà gây ung thư đó mọi người. Theo Don tìm hiểu, đây là một trong những cái loại nhựa an toàn và tốt nhất trên thị trường đó. Được những cái hãng lớn dùng để làm một cái số sản phẩm của họ. Nên là bạn nào mà lọt cái ly của mình lên mà thấy số 7 thì cũng đừng có hoang mang nha. Xem có BPA free không là nhựa an toàn đó nha. Trời, trời ơi, mà cái bình này cái nắp nó siêu kín luôn á mấy bạn. Ta nói tôi lắc quá trời luôn á mà nó không hề rỉ một cái giọt nước nào luôn á. Nên là bà nào mà sợ nhựa dởm thì cứ nhắm mấy cái hãng lớn mà múc thôi. Những cái ly nhựa này tôi múc cũng trên dưới 1 lít thôi đó mấy bà, rất là hạt dẻ luôn. Tận 750ml tha hồ đựng nước mà uống. Mà nói là ly nhựa chứ tôi thấy là nó cũng giữ nhiệt sương sương đó nha mấy bạn. Mấy cái bình inox 304 giữ nhiệt từ 6 cho đến 8 tiếng á thì cái bình này nó cũng giữ nhiệt từ 3 cho đến 5 tiếng đó trời. Hãng này thì đang dùng rất là nhiều bình rồi, thấy không có bị hôi nhựa mà giữ nhiệt cũng tốt nữa.